cậu bé không may rơi vào đầm cá sấu. Một con cá sấu bơi về phía cậu bé, may mà nhân viên kịp thời tới khống chế con cá mập. Cậu bé cũng rất sợ hãi, nhưng con cá sấu này không định hại cậu bé. Nhìn thấy cậu bé sắp đuối nước, con cá sấu vùng vẫy và nhảy xuống nước, kịp thời đưa cậu bé lên trên bờ, đồng thời an ủi cậu bé. Nhưng trong mắt cậu bé thì con cá sấu này đang nhe răng với mình. Người bố nhanh chóng nhấc người con lên, con cá sấu lại bị nhốt vào lồng và đưa đi. Cho dù vô cùng tủi thân, nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười chào tạm biệt mọi người. Đúng là loài động vật bò sát không được ưa chuộng ở sở thú, vì có vẻ ngoài xấu xí và những vũ khí bên mình nên đều bị mọi người xa lánh. Còn Chas, để thể hiện tài năng luyện thú của mình, cố ý nói phóng đại lên độc tính của chúng, khiến cho mọi người sợ những loài động vật này. Hôm nay là ngày đầu tiên cô rắn đi diễn, cô hy vọng nhận được sự đón nhận của loài người. Dưới ánh đèn, cô rắn vô cùng vui mừng. Lúc này, Chas bảo cô để lộ cặp răng nanh. Cô rắn tưởng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người. Nhưng sau đó Chas lại nói với mọi người, một giọt độc của cô có thể giết 100 người trong 10 giây. Cô bé bị dọa sợ khóc ngay tức khắc, mọi người đều mắng cô là quái vật. Còn cô rắn một lòng muốn làm bạn với mọi người lúc này không biết phải làm sao. Sau đó liền bị tên đều cắn kia nhốt vào trong hòm. Cô rắn vô cùng buồn, cô cá sấu liền đến an ủi. Ai cũng đều có vẻ đẹp đặc biệt riêng, không cần quá quan tâm những thứ người khác nói về mình. Ví dụ như bạn nhện này vốn là một vũ công, thằn lằn lúc nào cũng tìm được cách thoát ra ngoài. Bọ cạp lại muốn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp, nhưng cô rắn vẫn rất ngưỡng mộ gấu túi. Có hàng triệu fan hâm mộ ngắm nó ngủ, xếp hàng mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ vì muốn ôm nó. Nhưng chưa có ai muốn ôm cô rắn cả. Thấy cô rắn buồn thỉu buồn thiu, cô cá sấu liền kể cho mọi người một câu chuyện. Trước khi bị bắt đến sở thú, cô sấu sống ở vùng hoang dã hẻo lánh. Nơi đó có những ngọn núi hùng vĩ, có vô số loài sinh động vật sống ở đó. Có thể là người nhà của họ ở nơi đó. Nhưng từ khi cô sấu cứu cậu con trai của Chas và bị đưa đi, nơi đó đã không còn tiếng cười như mọi ngày nữa. Lẽ nào xấu xí sẽ bị đối xử như vậy sao? Cô rắn đề nghị họ nên ra ngoài tìm sự tự do. Ban đầu mọi người đều từ chối, vì cảm thấy trong lồng kính an toàn hơn. Nhưng ở lại cũng chỉ là quái vật trong mắt mọi người. Lại nghĩ đều khung cảnh tươi đẹp mà cô xấu nói, họ quyết định lấy hết dũng khí rời khỏi sở thú. Dù sao họ cũng sống ở nơi này nhiều năm, nơi nào nguy hiểm họ đều biết cả. Khi khoảng cách với bên ngoài chỉ còn lại một bức tường, gấu túi kiêu ngoại lại cố ý gõ vào chiếc chuông gió, muốn mách lẻo rằng có người bỏ trốn, còn cười nhạo cô rắn bị làm thành đồ ăn vặt. Cô rắn vốn định bỏ qua cho ả ta, nhưng gấu túi lại còn kêu to hơn, tình huống cấp bách bọ cạp cho ả ta một trích. Hình ảnh gấu túi sùi bọt mép bị máy quay lại, cuối cùng bị ép buộc gia nhập tổ đội vượt ngục. Sau đó mọi người đến một cái cảng, nhưng làm thế nào mới lên được bờ? Thế là họ dùng một tổ chim làm thuyền, trèo được một nửa lại chạm mặt với một con cá mập. Con cá mập há to cái mồm của mình ra, may mà đó chỉ là cách chào hỏi của nó. Sau khi biết cảnh ngộ của mọi người, con cá mập quyết định giúp chúng một tay, vì nó cũng luôn bị mọi người coi là quái vật. Thế là nó gia nhập vào hiệp hội động vật xấu xí. Các thành viên khác ở khắp mọi nơi, khi gặp phiền phức chỉ cần hét to ám hiệu thì sẽ nhận được sự giúp đỡ. Ám hiệu là gì? Tôi xấu, bạn xấu, mọi người đều nên xấu như vậy. Xấu là trào lưu mới của cái đẹp. Không có gì đâu. Ám hiệu dài thật đấy. Còn ở trong sở thú, Chas phát hiện chúng đã chạy trốn, vốn định giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng người con lại hy vọng bố mình có thể tự mình đi bắt chúng về, vì trong lòng nó người bố luôn rất giỏi, mà nó không hề biết đó toàn là lời chém gió của bố nó. Để bảo vệ hình tượng của mình, Chas đành đồng ý với lời đề nghị của người con. Dưới sự giúp đỡ của cá mập, chúng đã đi được đến bên bờ. Gấu túi quyết định không đi cùng chúng nữa. Nó là ngôi sao của sở thủ, với dáng vẻ tự tin đi trên phố, còn không quên tạo dáng, người xem ngày một nhiều. Độ hot của mình quả nhiên vẫn ổn, nhưng dần dần, tình hình hình như không ổn lắm. Bất luận nó tỏ vẻ đáng yêu thế nào, mọi người đều mang vẻ mặt dè bỉu và sợ hãi. Sau đó nó nhìn thấy lệnh truy nã ở trên tường, đồng thời nó thấy bộ dạng sùi bọt mép bị nói thành mắc bệnh dại của mình. Một đứa từng có hàng triệu fan hâm mộ, giờ đây lại trở thành một con quái vật mắc bệnh. Nó bị mọi người đuổi đánh giống như chuột cống. Không ngờ rằng khi gặp lại đám bạn lại mang dáng vẻ tồi tệ này. Dưới sự kêu gọi của bà lão này, càng nhiều người quây chúng lại. Có vài tên đàn ông lao lên, dùng gậy đập vào chúng. Thấy không còn động tĩnh gì, một người đi lên lật cái áo ra, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Hóa cô rắn nhanh trí đã hét ám hiệu. Lần này họ nhận được sự giúp đỡ của những bạn nhện. Nhện đầu đàn sau khi biết họ muốn đi qua thành phố, liền đưa họ đến một cái cống thoát nước, cho họ chơi trò trượt cống nước. Chúng trôi giặt theo dòng nước, cuối cùng đã đến được ống thông gió, rơi xuống một cái đài nâng hạ. Nhưng điều đen đủi là lại bị hai bố con nhà Chas phát hiện ra. Khi Chas chạy tới thì lại không thấy chúng đâu. Cuối cùng hắn vừa an ủi con trai, vừa bày tỏ rằng mình sẽ bắt được chúng. Sau khi hai bố con đó đi, chúng nhanh chóng bỏ lớp ngụy trang từ trên người một cô gái xuống, cả người toàn rắn bọ cạp, khiến cô gái sợ sái sẩm mặt mày. Cô rắn dẫn theo mọi người đến phía bên kia đường. Gấu túi lại chỉ thẫn thờ nhìn lên bảng quảng cáo, bên trên đó đang phát sóng tin tức nó đã chết. Nghĩ đến những ngày tháng ở trong sở thú, nó không nhịn được òa khóc lên.
nhưng sau đó lại có một tin tức, sớm đã có một con thú khác thay thế vị trí của nó. Gấu túi giờ mới nhận ra, loài người chính là đám có mới nới cũ, sau đó liền theo đám bạn trèo lên một chiếc xe, thấy đám động vật đã đi xa, Chas vốn nghĩ có thể kết thúc rồi, nhưng người còn lại có thể tra được hành tung của chiếc xe. Xem ra vẫn phải tiếp tục đuổi bắt rồi. Sau khi chúng xuống xe, đến một phòng họp không người, gặp cặp vợ chồng cóc bị nhốt trong lồng, không khó để nhận ra họ rất yêu nhau. Thế là cô rắn quyết định thả họ ra, lấy lại được sự tự do. Vợ chồng cóc nhanh chóng cho chúng ăn cẩu lương. Kỹ thuật này anh em nào làm được đứng ra đây. Sau khi biết chúng đến là để hỏi đường, vợ chồng cóc nói với chúng, hôm nay sẽ có một chiếc xe đi tới nơi chúng cần tới. Họ có thể đi ké chiếc xe đó. Trước khi đi, gấu túi lại không đồng ý. Nó nói mình chịu đựng đủ cuộc sống đầu đường xó chợ rồi. Bọ cặp lại đành cho nó thêm chiếc nữa, như vậy tiện hơn nhiều rồi. Cuối cùng cũng lên được chiếc xe cuối cùng. Chúng vừa trên nóc xe hóng gió, vừa bắt đầu nghĩ về cuộc sống vùng hoang dã. Nhưng đúng lúc này, Chas dẫn theo đứa con đuổi tới. Gấu túi bỗng chốc tỉnh lại, nhanh chóng vẫy tay với cuộc sống tươi đẹp của nó. Nhưng nó lại bị Chas bắn thuốc mê. Sau đó chúng trốn vào trong xe. Nhưng điều này cũng khiến các em nhỏ sợ hãi, khiến cả chiếc xe nháo nhào lên. Lái xe nghe thấy có rắn liền dừng xe. Chas mang theo thẻ nhân viên, bày tỏ rằng mình sẽ bắt chúng đi. Đám động vật trốn ở dưới gầm ghế không dám nhúc nhích. Bước chân của Chas ngày một gần, thấy không còn trốn được nữa. Bỗng một bé gái đã bỏ chúng vào trong cặp của mình, nhân lúc Chas không chú ý thả chúng đi. Lần trải nghiệm này khiến chúng cũng biết rằng loài người không phải ai cũng như Chas. Nhưng gấu túi lại không may mắn như vậy. Nó đã bị Chas vứt xuống vách núi như rác rưởi. Có điều đám bạn của nó vẫn còn rất tốt, cùng nhau đến vách núi xem tình hình, nhưng lại không cẩn thận ngã xuống dưới. May mà có gấu túi làm cái đệm đỡ. Khi gấu túi tỉnh dậy, vẫn không muốn tin rằng mình đã bị vứt bỏ. Với những lời lẽ khó nghe của nó, cô rắn đã không nhịn nổi nữa, đi tới cho nó một bạt tai. Đồng thời lúc này, bố con Chas cũng đến bên vách núi. Chas không cẩn thận bị ngã xuống dưới, rơi xuống chỗ đám động vật đang đứng. Trên người đâu đâu cũng là những loài động vật có độc. Chas không thể bình tĩnh được nữa, dùng cành cây không ngừng đập, lại vô tình kẹp trúng cổ của cô rắn. Đám bạn định lao lên cứu, nhưng lại rơi vào trong một cái hố. Chas cứ như thế mà bắt được hết chúng. Khi hắn vui mừng khoe chiến tích với con trai, gấu túi còn định bảo hắn đưa nó về, nhưng lại bị Chas đá bay. Đến nay nó đã hết thời, không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì. Chas lấy ống thuốc mê ra định đâm về phía cô rắn. Lúc cấp bách, gấu túi hét lên ám hiệu của hiệp hội động vật xấu xí. Ba con Sarcophilus từ trong bụi lao ra. Dưới sự công kích của chúng, Chas bị đánh sấp mặt. Cuối cùng đành bảo con trai thả dây xuống, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Sau khi thoát khỏi sự đuổi bắt của cha con Chas, chúng lại tiếp tục hành trình đến với đồng hoang. Lúc đi qua một nông trường, chúng gặp một đám bọ hung. Để tránh sự phát hiện của loài người, bọ hung ngụy trang chúng thành những cục cức. Nhưng gấu túi lại quá lớn, đám phân ít ỏi này không đủ cho nó. Nhưng đúng lúc này, một cục phân bò từ trên rơi xuống. Giờ thì đủ rồi, gấu túi cả quãng đường đều nhớ về cuộc sống trước đây. Cho đến khi nó gặp một đám gấu túi, thấy sắc quên bạn, nó liền bỏ mặc đám bạn đi tìm tình yêu chân chính. Khi trời sẩm tối, cuối cùng chúng cũng đã đến nơi tươi đẹp mà cô xấu đã nói. Nơi này có vô số các loài động vật, người vui nhất chắc là anh nhện. Nhìn thấy đồng đội liền vui mừng nhảy điệu cầu bạn đời. Xin lỗi anh bạn, thời kỳ giao phốt hết rồi. Bỗng nhiên mặt đất rung động, những động vật khác nhanh chóng trốn đi. Hóa ra là Chas đuổi tới, lần này hắn còn dẫn theo đồng đội. Không có chỗ trốn, chúng nhanh chóng bị tóm gọn. Còn cô rắn lại rơi vào tay người con. Người con sợ hãi ngã xuống đất, nhưng rất nhanh nó biết cô rắn không định công kích nó. Ngược lại còn giống nó, cũng sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Có lẽ chúng không xấu như lời bố nói. Nhưng Chas lại dùng gậy bắt lấy cô rắn, sau đó nhốt vào trong lồng kính. Sau đó cả đám người lái xe rời khỏi đó. Thấy cuộc sống chúng mơ ước ngày một xa, chúng đều rất buồn bã. Người con có chút động lòng, vốn định thả hết chúng đi, nhưng chỉ có hộp của cô rắn rơi xuống. Cô rắn gắng sức đuổi theo, nhưng chiếc xe nhanh chóng đã biến mất. Bất luận thế nào cô cũng muốn ở với đám bạn. Thế là cô quay lại núi, cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người. Nhưng mọi người chưa từng ra ngoài bao giờ, thế giới bên ngoài đối với họ mà nói quá là xa lạ. Khi cô rắn đang buồn bã, gấu túi bỗng xuất hiện. Cô rắn hỏi sao nó không ở với những bạn gấu túi khác. Hóa ra do nó ăn quá nhiều nên đã bị chúng đuổi đi. Nhưng lần trải nghiệm này khiến nó cũng nhận ra rằng chỉ có ở với đám bạn của nó mới có cảm giác ở nơi nó thuộc về. Cuối cùng dưới sự cổ vũ của gấu túi, cô rắn quyết định đi cứu bạn của mình. Chas không dám tin gấu túi lại biết lái xe, dùng hộp đồ đè vào chân ga, còn cô rắn phụ trách số xe. Dưới sự kết hợp ăn ý của họ, rất nhanh đã đuổi được Chas. Cái xe ngầu vậy lấy đâu ra thế? Tôi nói rồi mà, chúng ta không nên dạy nó lái xe. Chas quyết định sống chết với chúng, dùng súng bắn vỡ lớp kính chắn. Cô rắn leo lên thang cứu sinh, tránh khỏi vô số đòn công kích, cuối cùng cũng đến bên đám bạn, nhưng cô không thể mở khóa. Lúc này gấu túi cũng đến. Ai đang lái xe? Bỗng thang cứu sinh mất kiểm soát, bắt đầu không ngừng quay. Đồng đội trong hộp thấy không ổn, cũng bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình.
Thằn lằn thông minh cố ý khiến bọ cạp tức giận. Tiếng kêu của bọ cạp khiến tấm kính bị vỡ. Đồng thời lúc này, cô rắn và gấu túi đang lái một chiếc xe mô tô. Sau đó cũng giúp được đồng đội trốn thoát. Còn Chas vẫn không ngừng đuổi theo. Hắn dùng cả hỏa tiễn. Khi hắn chuẩn bị bắn về phía gấu túi, một con thằn lằn từ đâu rơi xuống, ngăn cản Chas. Hóa ra những động vật trong núi đều đến hỗ trợ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng đội của Chas cũng bị đánh tơi tả. Còn trên núi có một đội quân bọ hung, chúng đẩn những viên cức to đùng xuống. Suy rằng sức công sát lớn, nhưng đồng đội của chúng cũng bị vạ lây. Cuối cùng mọi người đều trốn lên xe cứu hỏa. Điều nguy hiểm hơn còn ở phía sau. Cuối đường là một vách núi. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chas chạy đến chỗ người lái. Và cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Họ còn chưa kịp thở nhẹ, một tảng đá lớn đã lăn tới, khiến chiếc xe rơi xuống dưới. Tất cả đều mắc kẹt trên thang cứu sinh, còn người con sắp bị rơi xuống dưới. Trong lúc cấp bách, cô rắn đã nghĩ ra cách. Cô cắn lấy miếng bảo vệ cổ tay của Chas, sau đó dùng cơ thể mình làm dây giúp gấu túi kéo người con lên. Chas cuối cùng cũng hiểu ý của nó, cố gắng trèo lên trên. Cô rắn gắng hết sức, cuối cùng họ đã làm được. Hai cha con ôm lấy nhau, còn cô rắn trong lòng gấu túi không còn động đậy. Khi mọi người còn đang trong sự đau buồn, bên tai bỗng có tiếng quen thuộc. Hóa ra là cô rắn chỉ lột bỏ lớp da, trở thành một cô rắn xinh đẹp mỹ miều hơn. Chas đến ôm đám động vật đáng yêu này, cũng là xin lỗi cho những hành động ngu ngốc của mình. Chúng vốn dĩ là thuộc về giới tự nhiên, chứ không phải để nhốt trong lồng. Cuối cùng, dưới sự chào đón của mọi người, họ trở về với mẹ thiên nhiên. Ở nơi này chúng gặp lại vợ chồng cóc, họ đã có vài trăm đứa con. Điều ngạc nhiên hơn là, họ cũng gặp được cô xấu ở đây. Hóa ra cô cũng trốn ra để về với mẹ thiên nhiên. Hơn nữa còn có một thân phận mới, đó chính là hội trưởng hiệp hội động vật xấu xí. Cô xấu giống như người mẹ bảo vệ mọi người, vì đẹp và xấu trước giờ đều không có một tiêu chuẩn nào cả.